Cô như anh cũng phải đứng. Bây giờ cô nhìn nhé, ai ngọ nguậy động đậy là rời sân khấu, không nói, không rằng, không làm gì hết, không được động đậy, thở cũng thở nhẹ thôi, xem ai là chiến thắng. Bây giờ cô mời bố mẹ lên đây liên hoan, chính mình liên hoan để kể các bạn ấy được không? Thật được không ạ? Các bạn đồng ý không? Ai vừa nói không xin mời đi xuống. Các bạn đồng ý không? Ai bảo có ra tay? Chứ tượng mà còn ra tay. Ai bảo có ra tay? Xin mời xuống ghế ngồi chuẩn bị sẵn sàng. Nào ai bảo có ra tay? Bạn nào bảo có ra tay? Bây giờ câu hỏi rồi, hạ tay xuống, câu hỏi lại lần nữa. Ai đồng ý là chúng mình cứ đứng thế làm tượng cho thật đẹp để bố mẹ và các cô liên hoan đồng ý thì ra tay. Rồi, ai không đồng ý mà liên hoan mà chúng mình liên hoan thì ra tay. Vẫn các bạn ra tay, ra tay là đúng rồi, các bạn mong muốn mà đúng không? Và chính vì các bạn thi ai cũng giỏi, làm tượng ai cũng đẹp, nên giải thưởng ngày hôm nay cô sẽ để treo ở đấy, được không nào? Bây giờ chọn mặt gửi vàng rất là khó, bạn nào cũng giỏi hôm nay cô yêu các bạn quá cơ. Bây giờ là thời gian dành chúng mình làm gì đây? Liên hoan, nhưng trước khi liên hoan muốn các bạn hãy dành cho cô nhanh một phô ảnh được không? Rồi, đứng người ở đây, ai ở trên thì ngồi xuống, ai ở trên thì ngồi xuống, ai ở dưới thì quỳ gối đứng lên. Bây giờ một cái bức